Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là ngân hàng Agribank, nhà văn hóa, trạm y tế và ủy ban nhân dân xã Thành Long ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Còn đây là đường tỉnh lộ 781, cái hướng mình đang đi là từ thị trấn Châu Thành đi ngang qua ủy ban xã Thành Long hướng lên chợ Hòa Bình. Đây trường mẫu giáo Thành Long nè anh chị, ngay bên cạnh là trường tiểu học Ngô Thất Sơn. Thì bây giờ mình chạy xích lên khoảng 700m nữa là tới chợ Hòa Bình. Thì bây giờ Tấn đang có mặt ở ngay khu vực chợ Hòa Bình thuộc xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cái chợ Hòa Bình này bự lắm nha anh chị, giống như là cái trung tâm thương mại luôn vậy đó. Bây giờ Tấn sẽ quay cho bà con xem một cái miếng đất siêu dài luôn. Cái miếng đất ngang 10m mà cái chiều dài của nó là tới 222m. Cái miếng đất nó dài thấy ghê thiệt. Đất mặt tiền đường nhựa hướng đông bắc. Và cái đường mặt tiền đường nhựa, anh chị biết cái lộ giới nó nhiều không? Lộ giới tới 45m. Hiện tại nó là cái đường liên xã ở ngay phía trước chợ Hòa Bình nè. Nhưng mà tương lai nó sẽ trở thành đường quốc lộ 14C. Đó là nhà nước quy hoạch cho tương lai là sẽ trở thành cái đường quốc lộ 14C, lộ giới tới 45m lận nha bà con. Miếng đất là mặt tiền của cái đường đó luôn. Thì đất là cách chợ Hòa Bình cây số rưỡi nha anh chị. Cái đường này là tỉnh lộ 781 nè. Ngay chỗ khu vực chợ Hòa Bình này là cửa hàng điện thoại nè, điện máy xanh, thế giới di động, Bách Hóa Xanh. Còn nhà lồng chợ Hòa Bình là xích lên 100m để mình đi bộ mình quay cái chợ cho anh chị coi. Thì ngay chợ Hòa Bình á là có ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng từ thị trấn Châu Thành lên tới ngay ngã tư đó, quẹo phải vô cây số rưỡi là tới đất bên tay trái. Đất là cái đường liên xã là dẫn lên cụm công nghiệp Hòa Hội, lên xã Hòa Hội, lên xã Hòa Thạnh. Còn nếu chúng ta đi thẳng theo tỉnh lộ 781 này nè anh chị, đi lên 7 cây số là sẽ tới cửa khẩu Phước Tân. Cửa khẩu Phước Tân là cửa khẩu chính của Việt Nam luôn anh chị. Còn cái hướng đi vô đây nè là vô thị trấn Châu Thành. Chỗ này cách thị trấn Châu Thành là 8 cây. Đi vô thành phố Tây Ninh, đây cách thành phố Tây Ninh là 15 cây. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, đi tới đất là đúng 100 cây nha bà con. Cái miếng đất này được anh Nhã, chị Dương bán với giá 1 tỷ 350 triệu. 1 tỷ 350 triệu. Cái miếng đất siêu dài nha, chiều ngang 10m mà chiều dài là tới 222m. Đất này có 100m² thổ cư nha anh chị, còn lại là cây lâu năm hết luôn á. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay chợ Hòa Bình rồi quẹo vô quay thực tế miếng đất cho anh chị coi nha. Nếu anh chị bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát để chạy vô coi cái miếng đất siêu dài này nha bà con. Miếng đất mà tới 222m chiều dài. Chút nữa mình đi bộ từ đầu đất tới cuối đất chắc là như đi tập thể dục buổi sáng luôn quá. Đây cổng chợ Hòa Bình ha, rất là hoành tráng luôn. Ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước chợ thì bên trái có cây xăng á, chúng ta sẽ quẹo phải. Còn ngay phía trước có căn nhà lầu siêu to khổng lồ đang xây nha bà con. Rồi quẹo phải vô đường liên xã. Đường này tương lai sẽ là đường quốc lộ 14C, kết nối Tây Ninh đi Bình Phước rồi lên các tỉnh Tây Nguyên luôn nha anh chị ơi. Lộ giới tới 45m, nó bằng cái đường tỉnh lộ 781 ngay phía trước chợ Hòa Bình lúc nãy đó. Rất là tiềm năng trong tương lai luôn nha anh chị. Ở trên sổ hồng cũng có ghi luôn. Ở trên sổ hồng á, hiện tại ghi là đường liên xã chợ Hòa Bình, mở ngoặt quốc lộ 14C, lộ giới 45m. Đó, trên sổ hồng ghi rất là rõ ràng luôn. Đây có nhà nghỉ Ánh Phát nè anh chị. Thì từ chợ chúng ta chạy vô đúng cây số rưỡi là đất bên tay trái nha, đất hướng đông bắc. Ngang 10, dài 222. Tổng diện tích là gần 220m², có 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm.
Anh chị thử tưởng tượng chúng ta mua miếng đất này, cắt một căn nhà ở khúc trước á, còn khúc sau chúng ta làm vườn cây ăn trái anh chị, là rất là tuyệt vời luôn nha. Nhà làm nhà vườn, đất này làm nhà vườn được. Đây có cái nhánh của tuyến kênh thủy lợi ngàn tỷ nè anh chị. Cái tuyến kênh lấy nước từ hồ Dầu Tiếng băng ngang qua sông Vàm Cỏ Đông á, thì mình đi ngang là một cái nhánh nhỏ ha. Cái hướng này là lên cụm công nghiệp Hòa Hội nè anh chị, đất là gần cụm công nghiệp Hòa Hội nha. Cái hướng này là đi vô xã Hòa Hội nè, xã Hòa Thạnh nè. Rồi đi vô hướng này anh chị bạn, nay nhà nước có làm một cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, đó là cầu Bến Cây Ổi, là kết nối xã Hòa Thạnh với lại xã Phước Vinh á. Rồi còn khoảng 150m nữa là tới đất bên trái nha bà con ơi. Qua cái quán nhậu Mai Thi nha. Đây quán nhậu Mai Thi nè. Đó thì cái miếng đất sẽ bên tay trái nha bà con. Có hàng rào nè anh chị. Rồi để mình xuống xe quay cho anh chị coi ha. Ở phía trước có cây bàn nè. Đó cái khu đất trống này ha, nó dài tới vườn cao su ở sau á anh chị em. Ở đây có xe đưa rước công nhân ở các khu công nghiệp chạy về nè anh chị. Đó xe đưa rước công nhân ở khu công nghiệp Phước Đông hay là Việt Nam Một Bài á, là cũng chạy về tới đây ha. Anh chị ơi, mình đã tới vị trí của cái miếng đất đang cần bán ha. Đây là xe đưa rước công nhân ở những cái khu công nghiệp lớn của Tây Ninh đó anh chị, là xe đưa rước công nhân tới đây luôn ha. Mình chạy tới miếng đất mình mới phát hiện là nó cách cụm công nghiệp Hòa Hội có 100m thôi bà con. Cái cổng của công ty sát bên luôn, một cái công ty trong cụm công nghiệp Hòa Hội á, là cách có 100m thôi. Chút mình quay cho anh chị coi ha. Rồi đi xích xích lại đây chút xíu nè. Cái đường này anh chị hiện tại là đường liên xã, từ ngoài chợ Hòa Bình là chạy thẳng vô đây. Anh chị thấy xe cộ qua lại cũng khá là nhiều luôn nè bà con. Đó xe máy rồi xe du lịch, xe tải đồ qua lại. Đường này rất là tương lai luôn nha. Mai mốt người ta mở tới 45m lận anh chị em. Đó thì từ ngay chỗ cái quán nhậu Mai Thi đó ha, ngay chỗ quán nhậu Mai Thi bỏ ra 10m là đất của hàng xóm kế bên. Thì cái miếng đất của anh Nhã chị Dương á, là cái miếng ngay tay mình chỉ luôn đó. Nó dài từ mặt tiền này vô tới vườn cao su ở phía sau nha bà con. Phải nói là đất siêu dài luôn, có sẵn 100m² thổ cư luôn. Thì anh chị mua miếng đất này mình thấy thích hợp nhất làm nhà vườn nè, là tuyệt vời luôn. Này trồng cây ăn trái dữ dằn luôn á, tới gần 2.200m² lận mà, có 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm ha. Cây lâu năm thì chúng ta trồng cây gì cũng được hết á. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế của miếng đất này cho cô chú anh chị coi nha. Nếu muốn mua đất á là liên hệ trực tiếp gặp chủ đất luôn, chứ Tấn là không có bán nha, Tấn không có làm cò, không có làm trung gian. Anh chị liên hệ trực tiếp gặp anh Nhã chị Dương chủ đất, giá bán là 1.350.000.000. Đây anh chị ơi, bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế của miếng đất đang cần bán này cho cô chú anh chị coi nha. Xe đưa rước công nhân chạy nãy giờ chưa hết nữa. Đó đường này xe cộ qua lại nhiều cô chú anh chị ơi. Ở đây mình vừa làm cái nhà vườn để ở mà vừa có thể kinh doanh ở phía trước mặt tiền luôn nha. Đây xe qua lại nhiều. Thì đi ra cái hướng này nè, đúng cây số rưỡi là chợ Hòa Bình, tỉnh lộ 781 lúc nãy nha bà con. Vị trí đất á, là cách trung tâm thị trấn Châu Thành là đúng 10 cây á, cách thành phố Tây Ninh 17 cây, còn từ bến xe An Sương lên tới đây là 100 cây. Rồi từ quán nhậu Mai Thi nha, bỏ ra 10m của hàng xóm là nó tới ngay cái mí cây cục điện này luôn nè anh chị. Anh chị coi nè, cái hàng rào ở phía sau đó là nó ngay mí cục điện này luôn ha. Đó ranh giới rất là dễ biết luôn. Thì cái lô đất ngay tay mình chỉ nè là đất của hàng xóm ha. Còn miếng đất anh Nhã chị Dương kêu bán là từ ngay mí cục điện này ngang qua 10m. Bên đây cũng có hàng rào luôn.
cũng có trụ xi măng luôn. Đây nè anh chị, ngang qua tới hàng trụ xi măng đây ha. Và cái chiều dài thì anh chị thấy dài tới cái vườn cao su phía sau là dài tới 220m. Một cái miếng đất phải nói là có 102 luôn á. Ở bên trong thì mình thấy là nó cao ráo bằng phẳng giống như cái sân đá banh vậy đó anh chị. Đó, rất là dài luôn. Còn nhìn về hướng này nè anh chị em, là cách miếng đất có 100m thôi, là một cái công ty. Đó, công ty đó thuộc cụm công nghiệp Thanh Điền. Ồ quên, cụm công nghiệp Hòa Hội đó. Cái lá cờ bye bye đó anh chị. Đó, cách có 100m thôi là cụm công nghiệp Hòa Hội ha. Còn đi lên hướng này nè là có cây xăng, trường học. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho anh chị coi ha. Rồi, đi vô coi đất nè anh chị em. Ở trong á, nhìn giống như là cái sân đá banh vậy á. Rất là bằng phẳng, trống trải luôn. Rất là đẹp luôn ha. Hàng rào ranh giới xung quanh rõ ràng. Phía bên giáp đất hàng xóm bên đây thì quá chừng cọc rào luôn nè anh chị. Đó, từ quán nhậu Mai Thi bỏ ra 10m là tới miếng đất đang cần bán ha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha bà con. Rồi, bây giờ làm sao? Đi hết cái chiều dài này hay làm sao? Tới 220m. Nói chung là đầu 10, đuôi 10. Và đất thì nó cao ráo bằng phẳng. Ở sau nó cũng đẹp như ở trước vậy đó. Nó bằng phẳng. Đã nói là cái sân đá banh mà. Rồi cứ đi thẳng 220m là sẽ tới vườn cao su ở phía sau. Là tới ranh giới đất. Để mình đi vô khoảng nửa đất đi. Cái mình zoom lên cho anh chị coi ha. Chứ nó dài quá đi không nổi đâu anh chị ơi. Nếu cô chú anh chị bạn thích video này, nhớ bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam để ủng hộ Tấn ha. Hiện tại kênh Nhà Đất Việt Nam Tấn quay á thì cái phí nó rất là thấp nha bà con. Ở Tây Ninh nè thì từ đây tới hết năm 2023 Tấn quay những video như thế này là cái phí có 700.000 thôi nha. Là từ đây tới cuối năm 2023 qua năm 2024 thì Tấn dự kiến là tăng thêm 300.000. Còn hiện tại là có 700.000 thôi. Còn ở tỉnh khác thì Tấn sẽ cộng thêm cái chi phí đi lại nha. Rồi đây bà con, đi vô nãy giờ cũng chưa được nửa đất nữa, chưa được 100m nữa. Rồi để Tấn zoom lên cho cô chú anh chị xem ở khúc sau nha. Hàng rào ranh giới rõ ràng. Đó, ở sau nó cũng cao, đẹp y như ở trước luôn nha anh chị. Quá đã luôn. Cái này mà làm nhà vườn đồ á anh chị, tuyệt đẹp luôn ha. Nhà vườn mà ở phía trước đường mặt tiền đường nhựa, có thể kinh doanh buôn bán thêm nữa. Bây giờ á, đại gia tỷ phú hay là diễn viên ca sĩ đồ, người ta thích mua những cái miếng đất như thế này nè cô chú anh chị, để làm nhà vườn nghỉ dưỡng á. Cuối tuần đồ, bạn bè anh em đồ về chơi ca hát rồi đó, là bây giờ người nổi tiếng người ta thích lựa chọn những cái miếng đất như thế này ha. Đó, cổng của một công ty trong cụm công nghiệp Hòa Hội. Đi về hướng đó là về xã Hòa Hội, là về xã Hòa Thạnh đó anh chị. $1.35 tỷ, cô chú anh chị sẽ sở hữu được cái miếng đất có 102. Có 102 luôn nha anh chị. Mấy cái miếng đất kế bên cạnh á thì nó cũng dài như vậy mà người ta đâu bán đâu. Chỉ có miếng này. Chỉ có miếng này bán thôi. Cho nên là có 102 luôn. Nào giờ Tấn quay nhà đất chưa có thấy nhà đất nào mà nó dài như thế này luôn á. Dài dữ lắm là 160, 170m thôi. Còn miếng đất này dài tới 222m. Dài quá trớn luôn ha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha bà con. Đây, bây giờ xin mời cô chú anh chị xem sổ hồng nha. Nhìn cái sơ đồ cực kỳ dài luôn. Cận cảnh sơ đồ nè.
Anh chị thấy sơ đồ nó dài á, từ trên đầu màn hình kéo dài xuống hết cái màn hình luôn ha. Mặt tiền hướng đông bắc. Cái đường hiện tại là đường liên xã chợ Hòa Bình, mở ngoặt quốc lộ 14C, lộ giới 45m, tức là từ giữa đường vô mỗi bên là 22,5m. Chiều ngang đất 10m và chiều dài là 222. Địa chỉ ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 2.183,5m². Thì trên sổ này anh chị thấy là cây lâu năm nè, nhưng mà chủ đất là có chuyển 100m² lên thổ cư rồi. Cái phần ghi chú, thửa đất có 83,1 nằm trong lộ giới đường liên xã. Và đây là cái trang bổ sung nè anh chị, chuyển mục đích sử dụng đất 100m² từ đất cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn. Có 100 thổ cư rồi, cô chú anh chị mua là yên tâm ha. Nếu cô chú anh chị bạn muốn mua miếng đất này với giá 1.350.000.000 là liên hệ trực tiếp gặp anh Nhã, chị Dương, chủ đất là chính chủ bán, không có qua trung gian nha. 1.350.000.000. Và đây là số điện thoại của chủ đất nè anh chị. 0363 410 460. 0363 410 460. 0363 410 460. Gặp anh Nhã, chị Dương ha. Anh chị nhìn ngay phía trước xe ô tô đậu nè anh chị, cái cổng có lá cờ bye bye đó là cái cổng của cái công ty gần nhất ngay miếng đất luôn. Công ty đó là thuộc cụm công nghiệp Hòa Hội đó anh chị. Thì bây giờ Tấn sẽ quay tiếp tục cái đường mặt tiền đất ha, chạy ngang cụm công nghiệp Hòa Hội, chạy xích lên là có cây xăng nha, và có cái trường học trên đó đó, quay cho cô chú anh chị xem nha. Rồi bây giờ tiếp tục chạy thẳng hướng về cụm công nghiệp Hòa Hội, ủy ban xã Hòa Hội nha bà con. Thì cái đường này lộ giới rất là lớn, rất là tiềm năng trong tương lai luôn nha anh chị. Sắp tới nhà nước sẽ mở cái đường là vô tới cây cục điện ha. Còn cái đường 45m á là tương lai nữa nha anh chị. Khi nào nhà nước có đủ kinh phí mở cái đường 14C đó thì người ta sẽ làm tiếp ha. Đây, cổng đầu tiên của một công ty trong cụm công nghiệp Hòa Hội. Cái đường này nó liền lạc, nó đẹp nha anh chị, không có ổ gà gì hết á. Đây bên phía tay trái là có cây xăng nữa nè anh chị. Như vậy cây xăng này cách miếng đất là không tới 500m nữa nha. Cây xăng Trần Hùng Nam. Vị trí này không gian mát mẻ nha anh chị, yên tĩnh, nhiều cây xanh, không khí trong lành. Và ngay chỗ này có cái bảng là cụm công nghiệp Hòa Hội nè anh chị em. Đó, cụm công nghiệp Hòa Hội. Thì cụm công nghiệp này cũng không có nhiều công ty nha anh chị, một vài công ty thôi. Đây thêm một công ty nữa nè. Đây là công ty Hùng Duy. Hùng Duy là một cái công ty lớn ở Tây Ninh đó, có nhiều chi nhánh. Rồi tiếp tục ở đây có thêm một cái nhánh của Tiến Kênh Ngàn Tỷ nè anh chị ơi. Ở đây hình như là cái nhánh chính của Tiến Kênh đó luôn nè. Tiến Kênh Ngàn Tỷ là lấy nước từ hồ Dầu Tiến, từ kinh Tây của hồ Dầu Tiến đó anh chị. Mở một cái đường ống băng ngang qua sông Dàm Cỏ Đông luôn, là nước đi trên nước đó anh chị. Rất là lạ ha. Sẵn quay thì Tấn sẽ quay đầy đủ chi tiết rõ ràng tất cả mọi thông tin luôn. Nên cô chú anh chị bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm đăng ký để xem nhiều video khác nữa ha. Cô chú anh chị nào có nhà đất đang cần bán, giấy tờ pháp lý rõ ràng thì liên hệ số Zalo góc trên màn hình Tấn quay nha. Còn nếu muốn mua đất á, trên kênh Nhà Đất Việt Nam là sẽ liên hệ trực tiếp gặp chủ luôn. Tấn không có làm cò, không làm môi giới trung gian nha. Đây có một cái căn nhà đẹp nè cô chú anh chị ơi. Mua đất là liên hệ gặp trực tiếp chủ. Còn cái số Zalo góc trên màn hình á là Zalo của kênh. Nếu cô chú anh chị muốn quay đất thì kết bạn Zalo số đó Tấn sẽ quay.
Trong phần mô tả Tấn có ghi đầy đủ chi tiết ha. Giá bán, diện tích, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và vị trí Google Maps. À, cô chú anh chị mua đất ở đây á, hay quan tâm là cách núi Bà Đen bao xa ha. Thì chỗ này cách núi Bà Đen là khoảng 25 cây nha anh chị em. Cách Tòa Thánh á, là 20 cây. Rồi bên phía tay trái là trường tiểu học Hòa Hội cơ sở 2. Đây nè anh chị ơi, chạy thẳng lên, xích lên chút xíu nữa là Ủy ban xã Hòa Hội ha. Rồi thì Tấn sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Trước khi chào tạm biệt thì mình nói thêm cái ha, ở trong cái trường này á là vừa có trường tiểu học vừa có trường mẫu giáo luôn nha bà con. Tiểu học với mẫu giáo. Đây mẫu giáo là cái chỗ trang trí bên phía tay phải nè. Đó là hai cái trường nằm chung một chỗ ha.